xe ly đi chứ. Tử mai chỉ cần TV2 channel. Cái này khẩu độ nó sợ nó đẹp đó. Coi là tận dụng được thì lái mà đi mình một đó là quấn là giờ phụ lạ thêm theo nhân bà đi. Đóng xem đi chi chất, đóng xem để chi chất gì. Đã ghét cái mà, đã không dụng tới cần gì. Chuyện mấy trực tiếp lên. Ừ. Cổ nó mấy trực tiếp lên là không đó. Đã nó không là nó cái nổ giữa. Mà đi này. Chơ chơ chơ. Cái lớp không xem nó nó giật hộp chứ. À nó giữa thì nó treo khác, còn ở đây nó treo nó đi hộp chứ, chặt treo nó đi hộp như rồi. Có nhá. Nó mua hộp hết chứ. Cái đó mình tháo là hết, cái đó là dụng được thì dụng. Giờ cũng như là cũng như bổ giờ nắm cái gì hết thì nhựa cái gì đâu mà hộp nắm một cái nha. Ừ. Mình nắm theo cái lỗ nhựa đó thì mình gõ ra giữa thôi, nó lại cái giữa không, được xuống đi rồi. Giờ anh được xuống thì cũng một thằng một cây đối tượng, một cây ngoài keo lên đà. Đi ra cả hai có đâu mà. Ba thằng ra thắng nó tùy đơn giản luôn. Phải đó. Tùy chắc lắm rồi. Tùy con keo tay cũng cầm để nó phân lên mùa nữa mà hai hai dạo luôn mấy quê á tập diện lên quê á mình tìm họ làm để giống như mình làm để nó một ta làm nó cái gì vậy tên đi đại phân kêu lên tên kia luôn ở cùng đại phân lên thành một tiết làm hai dạo luôn mà chứ về tập diện cơ mười sáu đại kêu phân một lần rồi chạy mình là chốt tiền ba giờ chốt hết. Đi mà mình vẫn đi bên Sài Gòn cũ không kia được chứ cái này rồi tính là trắng tối tốt đẹp tối đà thả hồi đó chạy em treo trực tiếp lên Sài Gòn có cái gì không mà bỏ cái đá vô cái ấm nước chế lại uống rồi hả vậy ha để uống một phong vậy đắp hai đưa hai bị sửa túi đây đây vô xì dù, vô xì dù. Đó giờ gì gì?